cô mời những bạn cùng livestream đi dạo con đường Củ Chi của thành phố Nha Trang nha. Tại livestream đang đứng ngay chỗ góc đường Phạm Văn Đồng và đường Hồng Chồng này. Bây giờ mình sẽ vèo phải, mình đi lên trên con đường Phạm Văn Đồng và mình vèo qua con đường Củ Chi. Quán cà phê là nhiều.
này thì có ít rồi. Đây, cái quán hải sản này. Ốc hầm ốp. Coffee. Đây. Ni nướng. Ni trứng lộn nữa nè. TV Hotel. Thật ra đoạn này là quán ăn nhiều này ha. Lẩu rồi, nhà hàng rồi, khách sạn. Đường này buôn bán nhiều quá. Đường này có vẻ kinh doanh nhiều. Đi đây là gặp đường, đường đây đường 32 đó mình, đó đường 24 nhập. Lajevo vừa để chạy xe vừa nói chuyện á, đôi lúc hay nhầm đó vậy, cho nên quý vị thông cảm nếu có thấy chỗ nào sai thì sửa giùm. Lúc vừa đi vừa chạy xe vừa nói chuyện vừa suy nghĩ nói nữa là nó dễ bị nhầm lắm, đôi lúc cái bộ não mình nó không có không định hình được luôn á. Đó, đây đường 24 nữa mình. Anh từ các ngang đường Nguyễn Tiến, đường Nguyễn Tiến là đường đi vô chợ Hải á. Đường này đang sửa mé bên kia, khỏe lên kẹt xe rồi. Qua đường Củ Chi và qua đường 24. Cảm ơn quý vị đã xem video nhé. Chào quý vị.